cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng số 1518 ngày 9 tháng 1 với nội dung mua gạch đặc của công ty cổ phần xi măng Nội Thương, số lượng là 30.000 viên, tổng giá trị thanh toán 38.709.000 đồng. Do đó, hình thức thanh toán sẽ treo qua công nợ và chuyển khoản cho nhà cung cấp. Ngoài việc sản xuất thành phẩm thì doanh nghiệp có mua về để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất không kịp. Do đó, đây sẽ là hóa đơn mua hàng hóa về xuất bán trực tiếp cho khách hàng. Với bút toán nợ cho tài khoản 156 theo thông tư 133 hoặc 1561 theo thông tư 200 để phản ánh làm tăng kho hàng hóa với tổng số tiền chưa bao gồm thuế 35.190.000 đồng. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ với thuế suất là 10% và có cho tài khoản 331 làm tăng công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Căn cứ vào hóa đơn mua hàng hóa số 1518, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng. Chọn một nhóm mua hàng trong nước nhập kho để phần mềm phản ánh phiếu nhập kho với hình thức chưa thanh toán. Căn cứ trên phiếu nhập kho, các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp công ty xi măng Nội Thương. Diễn giải chúng ta sẽ phản ánh mua hàng hóa nhập kho và sửa lại ngày hạch toán mùng 9 tháng 1 năm tài chính. Sang phần tab hóa đơn, các bạn sẽ điền hóa đơn số 000-1518 ngày mùng 9 tháng 1. Điền xong toàn bộ phần thông tin chung, các bạn sẽ xuống phần mã hàng để chúng ta chọn mã hàng hóa loại gạch đặc 205 x 100 x 58mm. Và các bạn lưu ý, ở đây chúng ta có hàng hóa và thành phẩm cùng tên, do đó chúng ta phải nhớ căn cứ theo mã mà các bạn đã thực hiện khai báo để phản ánh đưa đúng vào kho 156. Nợ cho tài khoản 156, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 331. Số lượng là 30.000 viên và đơn giá là 1.173. Sang phần 2 nhỏ thấp thuế, kiểm tra lại phần trăm thuế suất. Tổng số tiền phải trả cho nhà cung cấp 38.709.000 đồng. Thực hiện đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Phản ánh nội dung hạch toán hóa đơn chi phí mua hàng hóa về nhập kho trên phần mềm kế toán MISA.